Cô dâu bị cáo, tập 6. Huyện trưởng tha ông cho vay lặng lãi, ép ông Trung, bố của Cala phải tự vẫn vì không muốn gán đất. Sau khi nghe tin bố tự tử, Cala đã không kiềm chế được sự nóng giận mà tới nhà của huyện trưởng đòi công lý. May mà Sichon xuất hiện kịp thời để cứu anh, nếu không chắc chắn là sẽ bị đám đàn em của huyện trưởng đánh chết. Sau vụ này, Sichon quyết định giúp đỡ dân làng, bày cách cho những người vay tiền của huyện trưởng, thành công ép ông ta ký vào thỏa thuận, chỉ trả tiền gốc chứ không trả tiền lãi. Sichon và Gian lên kế hoạch giúp đỡ người dân, thử nghiệm giống nho mới, cho người dân trồng trọt theo mô hình hợp tác xã, tránh tình trạng họ làm ăn thua lỗ, lại đi vay tiền rồi gán đất. Hai người trải qua nhiều chuyện, đang dần có tình cảm dành cho nhau. Mỗi lần Sichon đi xử lý công việc, Gian đều rất lo lắng, thậm chí đi ra tận đầu đường để đợi anh trở về. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.